No. Reset default, reset default. Mình sẽ để tất cả mọi thứ như cũ. Nó mình back. Ok, đó là những cái quan trọng nhất mà các bạn cần chú ý trong cái phần option thôi. Còn ở đây, bây giờ có hai chế độ chơi cho các bạn lựa chọn. Thứ nhất đó là Story Mode. Story Mode là cái chế độ mặc định có sẵn của game. Các bạn sẽ vào vai một nhân vật có tên là Frank thì phải. Và anh ta sẽ đi tiêu diệt zombie rồi là tìm ra các bí ẩn ở trong cái thế giới xung quanh anh ta sống, thế nào. Còn cái multiplayer thì mình nghĩ là không chơi được, bởi vì đây là game crack. Mà mình cũng chưa thử, cho nên là mình cũng không biết là có crack được multi hay không. Các bạn rảnh thì các bạn hãy thử nhá. Còn phần DLC Frank's Rising ấy, thì đây là cái phần mà chúng ta vẫn sẽ vào vai Frank, nhưng mà theo một chiều hướng hoàn toàn ngược lại so với cả Story Mode. Đó là chúng ta bị zombie cắn và chúng ta trở thành một con zombie, nhưng mà con zombie cho chúng ta điều khiển là có ý thức. Và nó sẽ có hành trình tìm lại cuộc đời của nó như thế nào đó. Các bạn chơi thì các bạn biết được, chứ mình cũng chưa thử. Mình chỉ biết cái phần DLC thôi. Bây giờ thì mình sẽ vào lại cái phần Story Mode nhá. Và mình chơi một lúc cho các bạn qua về đồ họa cũng như là lối chơi của game Dead Rising 4. Mình cũng chơi một chút rồi, nhưng bây giờ mình sẽ new game lại nhá. Yes, mình chọn chế độ đó là hát. Rồi, Frank chính là anh chàng mặc áo khoác đứng trước màn hình chúng ta đó. Là âm thanh ma quái đó. Đây, chúng ta đây. Frank. Ôi chàng nhà báo đưa tin. Rồi xong, lọt giữa một cái. Đây là cái gì nhỉ? Trung tâm thương mại. Ok. Come on, Frank. Mục tiêu chúng ta là tới cái ô màu vàng vuông vuông đang có hiện mét đấy các bạn. Nhưng mà trước đó thì mình sẽ quẩy tưng bừng với cả đám zombie gì đã. Chú lâu nào. Của mình anh cân cả thế giới. Lên đây các em. Đông như thế này chắc chắn là đập rất là đa tay đúng không các bạn. Đó, giải tán đám đông. Mày. Giải tán đám đông. Đánh hết ra cho anh. Critical luôn. Cái game này ấy, nó khá là khác so với cả những tựa game zombie khác mà trước đây các bạn từng chơi, ví dụ như là Left 4 Dead chẳng hạn. Left 4 Dead 2 ấy. Thì game đó chủ yếu nó chỉ hướng tới các bạn một việc, đó là các bạn sẽ chặt chém được càng nhiều zombie càng tốt. Mà tựa game này khác. Thứ nhất, nó khác ở chỗ đó là nó có cốt truyện rất là giàu. Cốt truyện rất là khủng. Các bạn có thể chơi theo cốt truyện đó, cảm giác nó phiêu lưu, rất là phiêu lưu luôn. Và thứ hai, đó là cái hệ thống vũ khí của cái tựa game này ấy, nó khá là khác biệt so với cả những tựa game khác. Những tựa game khác thì đơn giản là bạn chỉ cầm được một cái gậy bóng chày, rồi cầm một cái súng nào đó, cầm một cái que nào đó, rồi là đập zombie thôi đúng không nào. Nhưng mà ở tựa game này ấy, thì các bạn lại có thể đó là kết hợp các vũ khí với nhau để tạo ra một vũ khí mới. Cũng như là các bạn có thể trên level, tức là các bạn giết thật nhiều zombie, sau đó các bạn lên một lượng level nhất định. Lúc đó các bạn có thể tăng được skill. Skill về tấn công, skill về chế đồ các kiểu, rất là thú vị. Cảm giác nó mở rộng rất là nhiều. Cứ như là game thế giới mở vậy. Ủa chưa rồi, mình đỏ bóng rồi, mài mái phép. Coming bro, coming. Mày thấy ra cho anh. Ui đỏ máu rồi các bạn ơi, chết rồi. Mày quạt khỏe rất là đã đúng rồi. Đúng rồi, mình nhớ là trong game này nó còn một cái chế độ zombie khá đa dạng nữa. Sẽ có rất nhiều loại zombie khác nhau, rất nhiều loại vũ khí khác nhau cho các bạn lựa chọn. Đặc biệt chơi theo cốt truyện thì nó là một điều rất là tuyệt vời đúng không nào. Bất cứ một tựa game nào, một cốt truyện khủng thì đều nó có sự hấp dẫn riêng biệt. Đánh ra cho anh. Đây, I'm coming. Boom. Yeah, I know. Not my greatest hit. Đánh ra cho anh. Đánh ra. Quẹt. Chén rồi ra tay. Zombie nhiều vô kể. Chém ngoài không hết luôn.
đâu nguy hiểm. Súng này hơi cùi á. Cái gì vậy? Cái âm thanh khá là ma quái các bạn ạ. Vũ khí cận chiến vẫn luôn là một điều gì đó tuyệt vời nhất trong tựa game này. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Máu đỏ quá rồi. Mày. Rất là đông các bạn ạ. Ây. 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 Còn 33 máu các bạn ơi. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. No, 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 no. À. Không kịp tới đích rồi. Mình cứ mãi đánh nhau quá. Nếu mà mình đến đích sớm hơn thì có lẽ là mình cũng sống trong tình huống đó. Hy vọng không phải chơi lại từ đầu. À đây, từ đây. Từ đây thì ok rồi. Đấy nào. Phun máu. Phun phụ kiện. Do hôm nào chơi được anh. Lên càng đông càng vui. Mày. Mày cho bời. Ây. I may have overestimated my 4 and 6 zeros. So what? Ooh, 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 ooh. Yeah. Giờ thì càng đông càng vui. Để hết là các em. Boom. Cái gì nhỉ? Ván này nổ tan xác của nó ra. À, rồi mình nhìn ngon đấy. Nhưng mà sao nó cắn mình? No. Đó đơn giản chỉ là đoạn cinematic đầu game mà thôi. Giới thiệu game và giới thiệu về cái chức năng cơ bản cho các bạn luyện tập là đánh đấm mà thôi. Bây giờ thì mới vào câu chuyện game chính nha các bạn. Mini Golf 9. Chúng ta sẽ cùng với cả Vic cũng như là phụ nữa trong tựa game này khám phá một khu vực Mini Golf năm 2021. Đây chính là khu vực này đây các bạn ơi. Your contacts say how to get inside. There's a security card hidden in a shed somewhere. All right then, here we go. Đây, nhân vật đi cùng chúng ta đây. Mồm càng ghét các bạn ạ. Trong tựa game này thì các bạn có thể ấn shift để chạy nhanh này. I'll check it. You keep an eye. Ấn hai lần control là các bạn có thể lăn tròn như thế này. Rất là thú vị đúng không nào? Nhưng mà ấn tượng nhất đến mình vẫn là cái kiểu nhảy của nó. Ấn spike nha các bạn. Đấy. Trông rất là buồn cười. Ấy, yo. Đây rồi, chúng ta sẽ mở cái hòm ra là và lấy chìa khóa các bạn. Found it. Now what? It opens a door nearby. Các bạn yên tâm nhá, mình mới chỉ chơi một đoạn ngắn thôi. Mình có lẽ mình chỉ để chơi một vài đoạn ngắn ngắn ở đầu này thôi. Mình không yên, các bạn yên tâm là mình sẽ không tiết lộ cái cốt truyện của các bạn đâu. Các bạn vẫn có thể trải nghiệm game một cách hoàn toàn thoải mái. Chỉ là phần đầu thôi. Đây rồi, xem nào. Huyết sáo à? Huyết sáo mày? Mày hả bởi? Huyết sáo em? Huyết sáo em? Easy kill! Oh my god! You killed him? No, he's just sleeping. Không, anh ta chỉ ngủ thôi. Okay. Hello, Vic. Đây rồi, với điểm vàng nào. No way to see your service training center. Those that you call. Đã thâm nhập vào trong đây. Một căn hầm. Cả lúc chúng ta xuống càng sâu nữa các bạn. Oh, phát hiện ra cái gì đó rồi. Oh my god, get some picture. Ok, chụp ảnh như thế.
ấn phím V chụp ảnh nhé các bạn. I have done this before, you know. Not thinking about it. Sẽ đây chụp cho nó góc quay nó sắc sắc nét hơn nữa. Rồi, đây. Ôi, đánh người à. Ok, như vậy có vẻ là đủ ảnh rồi. What the fuck are we still doing? Frank. Shh. Tự nào. What the hell is going on here? Let's go find out. Let's go find out. Đi luôn ra nào. Cameras are off. My contact must, must have disabled them. Oh. Đã bị rơi xuống dưới rồi. What the? Con zombie à? Zombie nhìn có vẻ lại xịn đấy, không phải là zombie lúc nãy em chúng ta đập đâu. Ok, chiến nào. Frank, it's a zombie. I know it. I know it. I know it a zombie. Are you okay? Hả? Zombie gì bị yếu nhớt vậy, đấm vài cái ngã ngựa rồi. What the hell? Ờ, có vẻ bây giờ đông rất là nhiều. Tao có một vũ khí gì đó đây. Xem nào. Đó là một cái cơ lê. Một cơ lê mỏ lết. Cái gì đây? Cà phê à? Cà phê. Yeah, I'm ready. Go! Shit. Yếu lộ. Bố hết đây. Mình anh cân tất. Từ game này khá là máu me nha các bạn. Cho nên là các bạn nhỏ thì nếu mà đủ tuổi dễ chơi, còn không thì thôi nhá. Ở game này hơn nữa nó cũng có tính bạo lực khá là cao đó. Nên là những ai thực sự là fan hâm mộ của thể loại game này dễ chơi, còn không thì các bạn nên cân nhắc trước khi chơi. Hơn nữa mình đã chơi trước đây, mình đã chơi một thử một đoạn rồi, mình thấy có nhiều phân đoạn nó khá là không phù hợp với cả những người thuộc một độ tuổi thấp, vì nó có thể gây ảnh hưởng tới cái tâm lý khi các bạn chơi, cũng như là làm lệch lạc đi cái suy nghĩ của bạn về thế giới quan. Còn ai nữa vậy, pick up cái gì vậy? Ờ, đây chúng ta có một cái này là cái Electric Brown, loa điện. À, mình uống máu đó. Ở phía mép là uống máu nhé các bạn. Rồi, cứ nhặt nước với cả cà phê ấy, nó là máu ấy, bánh nhá. Thực sự mình thích cái ống nước này hơn. Dưới lộ, càng đông càng vui. Mình anh cân tất. Đây rồi. Mày người chúng ta bê bết máu các bạn ạ. Mick, I forgive you. This is way better than mini golf. Better than mini golf. Little callous, don't you think? Correct. They're just zombies, Mick. I know. They're just zombies. They were people once. Look, it was them or me. Can we just get on with the reportage? All right. We're gonna. All right. Bingo. Photography, chụp ảnh, các bạn ấn phím V nhé các bạn. Các bạn tìm những cái nào đó mà nó hiện lên cái màu cam như thế này, các bạn chụp lại thì các bạn mới có thể qua màn được. What, are you a med student too? Nah, I just read a lot of sci-fi. Wait, what? Đây. It looks like they've been operating on them. Hello, Vic.
Game này khá là bựa nữa các bạn có thể selfie nữa It's creepy whatever it is. Đó. Mặc dù trông hơi ghê. Xíu nào. Ok. À đây, còn đây, đây còn cái nữa. Zombrex. This stuff suppresses zombieism if you get bit. Yeah, but everyone's immune to the parasite now. Shit. Where do they even get these zombies? Look, we don't need all the answers, just enough to sell the story. Come on, let's keep, keep moving. Đi nào. Nói nhiều quá. Find some zombie. Ê, mở cái tủ ấy. Cái này là có thuốc à, là tiền. À, trong game này các bạn có thể mua được cả đồ đạc các thứ, mua xe cộ các thứ nha các bạn. Oh, I added a bunch of new filters. Chăm chít. Neat. Anything interesting? I'm looking. This is some kind of surveillance room. Come on, let's take a look. Qua đây nhìn đi. Rồi, mình sẽ tua qua đây nhá. Đơn giản chỉ là một đoạn phim tư liệu thôi mà. Mà có lẽ như vậy là cũng đủ rồi nhỉ? Mình nghĩ là các bạn cũng đã khá thỏa mãn với cái phần review tạm thời của mình rồi. Còn game như thế nào thì mình sẽ để các bạn tự trải nghiệm nữa nhá. Còn mình thì có lẽ sẽ dừng ở đây thôi. Medkit à? Medkit là cái đồ mà ăn phát đầy máu đó các bạn ạ. Something you want to say? Always. Shit, this door is code locked. You can hack the code with your spectrum analyzer. Let me guess. You messed with như vậy nhé. Mình sẽ tê táp và dừng cái phần review của mình tại đây. Again, right? Rồi. Như vậy là mình đã hoàn thành cái video hướng dẫn các bạn download và collect cái tựa game đó là Dead Rising 4. Chúc các bạn download game thành công và chơi game vui vẻ. Các bạn nhớ subscribe channel cũng như là like fanpage Facebook để có thể cập nhật những cái game mới nhất mà mình chia sẻ nhé. Hiện tại thì mình đang gấp rút hoàn thành cái series Call of Duty cho các bạn. Các bạn hãy nhớ theo dõi để có thể là download game về mà chơi nhé. Bây giờ thì chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo của mình.